Sau đây là kỹ thuật hỗ trợ bệnh nhân chuyển từ nằm sang ngồi. Bệnh nhân bị tai biến mạch máu não yếu bên nửa người bên phải. Chúng ta đặt tay lành của bệnh nhân lên bụng. Sau đó nghiêng người bệnh nhân sang phía yếu. Nhấc cái chân lành bệnh nhân lên và nghiêng người bệnh nhân sang phía yếu. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng tay trái đỡ cổ của bệnh nhân. Tay phải sẽ đỡ hông chân của bệnh nhân và đỡ bệnh nhân ngồi dậy. Bệnh nhân sẽ dùng tay lành hỗ trợ chống lên giường. Và tiếp theo là kỹ thuật hỗ trợ bệnh nhân từ giường lên xe lăn. Chúng ta sẽ kéo xe lăn sát vào giường và dùng tay lành của bệnh nhân đặt lên phía thành ngoài của xe lăn. Bệnh nhân sẽ hỗ trợ bằng cách chống tay lành lên xe lăn. Và chân lành bệnh nhân sẽ chống xuống đất. Chúng ta sẽ hỗ trợ kẹp vào nách bệnh nhân. Và cùng bệnh nhân cùng lúc dùng sức nhấc bệnh nhân qua xe lăn. Xong.